Tình Xuyên, cô yên tâm, dù có phải chết thì tôi cũng quyết bảo vệ cô. Lại đây. Chịu khó một chút sẽ xong ngay thôi. Thế cũng hay, rời khỏi đây là mình có thể thoát khỏi tên bát a ca khó chịu đó. Tình Xuyên, nói chuyện với cô tôi thấy rất vui. Nếu một ngày nào đó tôi gặp chuyện buồn thì cô có đồng ý tâm sự với tôi không? Nếu giờ mình bỏ đi thì khi buồn tứ a ca biết tâm sự với ai? Tình Xuyên, nhanh lên, nhanh lên. Xin lỗi nhé Tiểu Xuân, có lẽ tôi không đi cùng huynh được. Vì sao? Nói tóm lại là tôi có lý do rất quan trọng cần ở lại đây. Nếu tôi bỏ đi thì cả đời này tôi sẽ không thể yên lòng. Cảm ơn ý tốt của huynh, nhưng huynh mau rời khỏi đây đi. Tinh Xuyên. Tinh Xuyên. Tinh Xuyên. Tố Ngôn, cô tỉnh lại rồi à? Uống chút nước đi. Tiểu Xuân đâu? Cô yên tâm, huynh ấy đã ra khỏi cung rồi. Vậy thì tốt. Tình Xuyên, tôi thấy Tiểu Xuân đối với cô rất tốt. Thật sao? Tất nhiên rồi, cô thử nghĩ mà xem. Đưa người từ trong cung ra ngoài rất nguy hiểm, nhưng huynh ấy lại dám làm điều đó vì cô. Khi cô bị ngất, lẽ ra huynh ấy có thể đưa cô đi, nhưng huynh ấy đã tôn trọng và đưa cô về đây. Huynh ấy kể hết cho cô rồi à? Tôi nói chúng ta là tỉ muội tốt nên huynh ấy kể cho tôi. Đàn ông tốt như vậy, có thắp đèn đi tìm cũng không tìm nổi đâu. Cô nên biết trân trọng. Nhưng tôi không yêu huynh ấy, sao có thể miễn cưỡng bản thân được? Tố Ngôn, chắc cô cũng hiểu. Khi đã đem lòng yêu một người, nghĩa là chỉ biết yêu người đó. Cho dù người khác có khuyên thế nào, cũng không có tác dụng. Cô đừng khuyên tôi nữa. Cô sao vậy? Mệt lắm phải không? Trời ơi, người cô nóng quá, sao lại thế này? Khó chịu quá. Tôi không thở nổi nữa. Cô ấy cố lên, tôi sẽ lập tức đi gọi thái y. Gắng chịu đựng một lát nhé. Thái y, thái y, Cản Tây Tứ Sở chúng tôi có một cung nữ bị sốt, tình hình rất nguy kịch. Các ngài hãy đến cứu cô ấy đi. Tôi xin các ngài mau đến cứu cô ấy. Cung nữ, tôi đang bận bốc thuốc cho Nhi Phi nương nương, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Lát nữa ta còn phải viết bệnh án cho hoàng thượng, không có thời gian đâu. Hay là cô đợi đến khi trời sáng đi. Không được, không được, đợi đến khi trời sáng thì cô ấy không qua nổi đâu. Cũng không còn cách nào khác, chúng tôi không thể bỏ dở công việc ở đây để đi cứu một cung nữ được. Tôi cầu xin các ngài, lương y như tử mẫu, các ngài hãy vì cứu sống thêm một mạng người mà đi cứu cô ấy. Tôi xin các ngài. Cô cầu xin cũng không có tác dụng gì, chỉ bằng mau quay về lấy nước lạnh đắp lên trán và cho cô ấy uống chút nước. Có vượt qua được không thì còn tùy vào số mệnh của cô ấy. Đúng vậy. Tôi không ngờ các người trông ai cũng có vẻ oai phong đạo mạo, nhưng thực ra lại là một lũ lòng lang dạ sói, độc ác hơn cả cầm thú. Người còn ra thể thống gì nữa? Bác A Ca xưa nay chưa từng tới chữ tú cung của ta, hôm nay sao lại thảnh thơi đến vậy? Hy Tần nương nương, hôm nay tôi đến đây là có một việc muốn thỉnh cầu. Tôi muốn xin nương nương một người. Bác A Ca muốn xin ta một người ư? Nương nương, cô không được vào. Hỗn xược, chữ tú cung là nơi nào mà ngươi dám gây náo loạn? Kéo ra ngoài cho ta. Nương nương, xin cứu mạng. Có chuyện gì vậy? Thả cô ta ra.
Vâng ạ. Nương nương, xin nương nương hãy cứu Tinh Xuyên. Nô tỳ cầu xin nương nương. Tinh Xuyên sao vậy? Tinh Xuyên bị sốt rất cao, làm mọi cách đều không hạ sốt. Nô tỳ đã đến thái y viện mời thái y nhưng họ không chịu đến. Xin nương nương hãy ban ơn cứu lấy Tinh Xuyên. Đúng là một lũ vô tích sự. Tinh Xuyên mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ chôn sống cả thái y viện. Đứng dậy, đi theo ta. Vâng. Nương nương, bát A-ca thật không biết lễ nghĩa gì cả. Tình cảm thân thiết thì nên bỏ qua những lỗi nhỏ. Con bé Tinh Xuyên này cũng thú vị đấy chứ. Ngươi lập tức đón Tinh Xuyên về chữ tứ cung. Sau đó mời thái y tốt nhất đến khám. Ta phải đối xử với cô ta như một công chúa mới được. Nương nương, chuyện này mau đi đi. Chẳng lẽ cần ta phải nói đến lần thứ hai? Vâng. Nương nương, cô ấy hạ sốt rồi mà sao vẫn chưa tỉnh? Vừa rồi còn toát rất nhiều mồ hôi. Bát A-ca đừng quá lo lắng. Tinh Xuyên, sao tôi lại ở đây? Cô sốt rất cao. Ta bảo Kim Mama đưa cô đến đây đấy. Sao có thể như thế được? Tinh Xuyên, đừng ngồi dậy, cứ nằm xuống đi. Cô vẫn còn rất yếu, mau nằm xuống đi. Bản cung không làm được gì nhiều, nhưng bát A-ca thì lo lắng đến mức nói thế nào cũng không chịu về. Cứ nhất định phải ở đây chăm sóc cho cô suốt cả đêm đấy. Tạ ơn bát A-ca. Ta... Nàng không sao là tốt rồi, ta về đây. Bát A-ca, bát A-ca vẫn nói là sẽ đợi đến khi Tinh Xuyên tỉnh dậy mà. Giờ Tinh Xuyên tỉnh rồi, A-ca sao có thể đi được? Theo bản cung thì A-ca nên ở lại. Bản cung và Kim Mama sẽ đi chuẩn bị vài món ăn. Đầu bếp trong chữ tứ cung rất giỏi. A-ca có thể nếm thử món ăn ở đây. Hy tần nương nương, cứ nghe lời bản cung đi, không sai đâu. Tôi... Nàng nói trước đi, A-ca nói trước đi. Nàng thật ngốc, không biết tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nàng có biết nếu cứ sốt như vậy kéo dài thì có thể mất mạng không? Tôi bị ốm đến mức này mà A-ca còn mắng tôi sao? Ta như vậy là lo lắng cho nàng. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ quan tâm đến người khác thế này đâu. Tình Xuyên, ta cảnh cáo nàng, kể từ hôm nay nàng không được ốm, không được xảy ra chuyện gì, không được làm ta lo lắng. Tuy hắn ta rất đáng ghét, nhưng cũng xem như không phải người xấu. Nếu không có tứ A-ca thì mình... Thôi bỏ đi, mình nghĩ lung tung gì vậy? Huynh nghĩ là bát A-ca, theo như sách sử viết lại thì sau này sẽ không có kết cục tốt. Mình tuyệt đối không được có quan hệ gì với người này. Nàng đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Nàng không được nghĩ đến người khác, chỉ được nghĩ đến ta thôi. Huynh cũng thật kỳ lạ. Không những muốn quản lý con người tôi, mà ngay đến tư tưởng của tôi cũng muốn quản lý. Ta phải quản lý chứ. Ta quản, ta quản. Nàng cười gì vậy? Tôi cười bộ dạng của huynh lúc này rất dễ thương, giống như một đứa trẻ con vậy. Trẻ con, trẻ con. Nàng, nàng không được nói như vậy. Đừng mà, đừng nói như thế. Trẻ con, trẻ con. Nàng còn nói nữa là ta không tha cho nàng đâu. Trẻ con, không được nói bừa. Ai là trẻ con chứ? Đừng bịt miệng tôi. Huynh đúng là trẻ con mà. Đương đương, hai người đó thật không biết ý tứ gì. Không chịu nghĩ xem đây là nơi nào. Hay là để nô tỳ vào đó nhắc họ. Ta đang muốn họ như vậy đấy. Đừng làm hỏng chuyện lớn của ta. Chuyện lớn? Đôi khuyên tai chân châu mà hoàng thượng tặng ta nhân dịp sinh nhật năm ngoái đâu rồi? Nương nương tiếc chưa dám đeo nên nô tỳ đã cất vào trong rương cho nương nương rồi ạ. Mau tìm ra đây, ta phải dùng nó làm quà tặng cho Tinh Xuyên. Tại sao? Cô ta chỉ là một nô tỳ thôi mà. Người ở trong cung đã nhiều năm mà không nghĩ ra được vì sao ta lại làm như vậy ư? Nương nương không có con trai, thân nương của bát A-ca lại bị nhốt trong lãnh cung suốt nhiều năm nay. Nếu có thể nhận bát A-ca làm con thì quả là đẹp cả đôi đường. Hơn nữa, Tinh Xuyên lai lịch không rõ ràng. Nếu tra ra thì chắc chắn sẽ bị xử tội chết. Chúng ta chỉ cần nắm chặt cái thóp này. Bát A-ca càng quan tâm đến Tinh Xuyên thì sẽ càng phải gần gũi với chúng ta. Đến lúc đó, nếu bát A-ca được phong làm thái tử thì nửa cuối đời này nương nương đã có người để trông cậy rồi. Vậy ngươi thấy dùng đôi khuyên tai chân châu để đổi lấy vinh hoa phú quý suốt nửa đời còn lại
thì có xứng đáng không? Xứng đáng. Nô tỳ đi tìm ngay đây ạ. Tham kiến Hy Tần nương nương, thuốc của Tinh Xuyên đã sắc xong rồi ạ. Mang vào cho Tinh Xuyên uống đi. Vâng ạ. Đợi đã, nương nương có gì căn dặn ạ? Ngươi đến Cản Tây Tứ Sở thông báo với tất cả các cung nữ, sức khỏe của Tinh Xuyên không được tốt, sau này cô ấy sẽ không phải làm bất cứ việc gì. Vâng. Bát ca. Bát ca. Gì thế? Hết giờ học rồi à? Ta có chút việc, ta đi trước đây. Cười gì vậy? Thôi thế là xong, xong rồi. Bát ca, huynh chắc chắn mắc phải bệnh tương tư rồi. Đệ nói vớ vẩn gì thế? Ta đã chết đệ bây giờ. Đệ có nói gì sai đâu. Thôi bỏ qua đi, đừng cản ta. Những gì sư phụ nói hôm qua huynh đã quên cả rồi sao? Sư phụ hôm nay không đến, ta đánh chết đệ. Còn nữa, Hoàng A Ma bảo huynh luyện thư pháp, huynh không luyện mà chỉ ngồi viết thứ này thì đã sao? Ta có bao giờ phủ nhận là ta yêu cô ấy đâu. Nguy rồi, lần này thì nguy rồi. Xét về thân phận địa vị, cô ấy sao có thể sánh với bác A-ca được. Nếu để Hoàng A-ma biết được bác A-ca thích một cô gái như vậy thì đừng nói là ban hôn cho huynh, mà dù chỉ muốn ở bên nhau thôi cũng khó đấy. Cùng lắm thì ta không làm A-ca nữa là được chứ gì. Bác A-ca làm việc vẫn thường hấp tấp như vậy sao? Tham kiến Hy Tần nương nương. Ba vị A-ca cát tường. Ba vị A-ca không cần đa lễ, bản cung đi ngang qua đây tiện thể rẽ vào thăm ba vị A-ca. Đúng lúc nghe được câu chuyện giữa ba người. Tinh Xuyên không phải cung nữ, cô ấy là người thân trong gia đình bản cung. Đây đúng là tin rất mới đấy. Cũng đều tại bản cung quá nhớ quê nhà, lại sợ Tinh Xuyên bị chọn làm tú nữ sẽ lỡ dở cuộc đời, nên sắp xếp cho cô ấy trà trộn vào đám cung nữ để vào cung. Nếu nói về xuất thân thì cô ấy chắc chắn là tương xứng với bát A-ca. Thật sao? Hay quá, hay quá. Bát A-ca có thể ra ngoài nói chuyện không? Còn có chuyện gì mà chúng tôi không được nghe? Đúng vậy, giữa chúng tôi và bát A-ca không có bí mật gì, chúng tôi cũng muốn nghe. Chuyện này là chuyện riêng tư của Tinh Xuyên, không tiện để nhiều người biết. Hai đệ cứ ở lại đây đợi ta đi. Tối nay ta sẽ mời hai đệ chơi thỏa thích ở Hoa Mãn Lâu. Thật hay giả vậy? Là thật, là thật. Mời nương nương. Tinh Xuyên. Nương nương, nơi này không có ai qua lại. Nương nương mau nói cho tôi biết bí mật của Tinh Xuyên đi. Vâng. Bát A-ca,